gì cơ? Cái gì mà? Cánh chỉ gì cơ? Cái gì đấy? Xem luôn. Ẩu. Con gì nó meo ghê này. Đang đeo trên này này. Nó bắt cái gì trên đấy? Chả biết. Em tôi đi thể dục về qua đây thấy. Dẫn gì vào đầu nhận hết rồi. Tăng cường lên kìa. Tăng lên. Không. Nó bắt cái con gì trên đấy ở ngay trên bắt đấy. Bắt gì? Loại này là khả năng rắn chuyên ở trên cây mà khi nó ngủ nó trên đấy đấy giống này. Con này chăn đâu ạ? Chăn đấy. Chăn á? Ừ, chăn. À nào? Chăn gì kiểu chăn chuột chăn chứ. À vít trong mắt được hai cái này bé mà. Bắt được không? Vít được. Ba bố đồng vít được xuống được em à? Điều nó cắn không? Chắc không có gì đâu, chân thấy chân này thường lành mà. Đây là biết đâu mà này. Con này cắn nó gì không ấy? Chắc không có gì. Con này kiểu chân đất hay là chân chuột đâu mà. Đấy, à. Rồi. Nó chảy mất đi đây. À dạ, đúng chân thật. À dạ. Chân nó. Đây cu cu cầm máy quay của anh ấy. Quay cho anh em xem đây anh bắt đó. Con này chả đâu nữa. Ghê lắm, thấy rằng là ông đây cu cu cầm máy anh quay anh bắt đó. Ghê lắm, chả có gì. Chả bắt đâu. Con này anh chỉ có anh gặp mà. Con này lúc nào cắn chết. Con này cắn cái gì ạ? À? Đồ đẻ không? Sợ lắm. Mình dập rồi. Quấn một cây nó leo về không? Đồ đẻ không? Con này dập chơi. Này động vào nó cắn chết. Chả có độc đâu. Chả độc á? Ừ, chả độc. Leo ghê nhỉ? Thôi chả dài. Nào bắt bắt thôi. Để cho bắt đấy. Ồ, không quấn ghê không? Chỉ nhìn thấy gắn leo cây bây giờ đâu. Ngược lại à. Không có rửa hồ cháu cho bắt đấy. Ôi rồi rồi. Con này chả tới mấy, con này có được con mấy chục cân ấy. À, ừ. Chân ra, chân ra, chân ra, chứ không phải rắn à. Con này bằng con. Đèo áp ghê, đèo ghê thật đi. Xó trường lắm anh. Nhanh chứ. Ai, ai à. Nhanh chẳng hơn là chân mất với cháu. Này, hôm nào vào đây đánh bẫy được ấy nhỉ. Ừ, vào đây dẫm này. Đây nhiều rắn lắm, khu này chúng tôi đi, chúng tôi gặp tốt mà. Con ghê không? Ôi, con thằng nó cắn nhỉ. Được quấn nếu mà ở đây có rắn là có con đá này chắc có cẩu đấy. Tại vì đây rắn chân này còn đá mà. Con này là chân đá. Chân đá ra. Ừ. Đây mà chúng tôi hay gặp rắn lắm cái đường này. Bụng nó kiểu gì đấy. Ừ. Nó mà có thì hôm nào đi vào mà bẫy anh em đi vào mà bẫy. Chúng tôi là chả nắm bắt đâu. Con này đầu rẽ đuôi đẽ không ạ? Ờ, đầu rẽ đuôi đẽ nhìn rất đẹp không ạ? Đây là cháu độc nhưng cắn đau lắm. Ê, màu sắc của nó đẹp chơi. Ừ. Con này nuôi ăn chuột lắm. Dài. Này có khả năng nó chuyên ở trên cây không? Này mà... Đâu nó nhận nhây? Nó xuống đất nó tườn nhây không? Trên cây nó neo thế nhưng mà... Chả tườn. Khả năng loại này khả năng chuyên ở trên cây thôi. Nó có ở dưới đất mà. Dưới đất đó. Dưới đất mà xuống trên đất cây nó... Loại này nó thích ăn chuột nhất là chuột mà. Nó trên cây nó bắt chuột đấy. Trên cây nó... Đầu này. Đỡ chất luôn. Trên cây nó đấy. Neo thế. Đầu đỏ và đuôi đâu đỏ. Cái loại này cắn răng rụng hết mọi người nữa. Nếu mình bị cắn này. Có vẻ tờn, đúng không? Rắn nó này rất tận đấy. Nó không độc thì nó phải răng, nó phải sắc, nó phải tở nó mới quấn được con mồi. Con này coi thì con ta mới chục cân đấy. À, thế là con này về nuôi từ giờ đến tầm một năm nào cũng to lắm ấy. Cái giống đấy không? Chắc phải loại giống đấy. Nó loại giống không phải đầu đẻ nhưng mà rắn này màu giống loại đấy không chả phải đâu. Không nhìn loại đấy không, nó không chả tên đấy đâu. Này, chúng tôi thì chúng tôi gặp rắn rất nhiều đấy nhưng mà chưa nhìn thấy con này bao giờ à? Con này tầm mét rưỡi rồi. Nhìn nó vằn vào. Này chắc tầm một cân rưỡi. Bây giờ cân thì chắc hơn. Bé, chuột tơ. Gặp rắn rất nhiều. Này mà đi một mình ở đường thì chỗ nó tuần ở đường thì ghê lắm. Cháu nói ông ấy mới bà đàn bà mà nhìn thấy thì đúng là xong luôn. 2 mét. Dài. Dài. Thôi cho cháu nha. Ừ. Mang về. Cháu xin nhai. Thôi để cháu đem về luôn. Chúng tôi đi làm về hay gặp lắm. Cái tầm giờ này ấy. Con này là ở chân đá. Nhìn mắt con ông sợ người nó. Ôi trời ơi, cứng ngắc luôn. Ôi ôi, ghê lắm. Ở rừng mà, suốt ngày leo cây nó cứng lắm. Rồi nó, này. Đẹp thế rồi. Cứng ngắc luôn. Màu thì đẹp. Loại này cắn đau lắm, chảy máu nhiều lắm nhưng mà chả độc. À là. Nhưng mà có con giống cho này đấy, là cắn độc với ông cẩn thận đấy, đừng có thời đấy, chả bắt đâu. Ui, chả nhìn thấy chả bắt đâu. Coi loại nào cũng chả biết được. Ừ. Ghê lắm. Ôi về em ơi.